tiếp tục làm nông ở Úc thì ăn gì? Hay chúng ta sẽ xem ngày hôm nay sẽ ăn gì khi làm nông nhá. Cái này để ăn cho đỡ buồn ngủ. Chuối, vẫn là chuối, không thể thiếu chuối. Hai quả chuối, hai quả quýt, một quả táo, một quả bắp. Những thứ này dùng để ăn nhẹ. Còn đây tiếp tục không thể thiếu nữa là hạt. Đó, gồm có hạt hạnh nhân nè, hạt óc chó nè, hạt điều nè, rồi hạt mắc ca. Ngon lắm. Ăn hạt tốt cho trí não, tốt cho sức khỏe nữa, nên không thể thiếu được. Và đây là món chính của ngày hôm nay. Ta sẽ cùng coi là món gì. Món cơm chiên hải sản. Đó, món cơm chiên hải sản. Rồi có thêm ít cà chua. Cái này là cơm tự chiên nha. Vậy thôi. Đó, đây là toàn bộ bữa ăn khi đi làm nông ở Úc. Trái cây không bao giờ thiếu, và cơm đôi lúc có thì đôi lúc không. Khi nào mà trời nắng quá thì sẽ không ăn cơm, mà trời hôm nào mà se se lạnh á, hôm nay thì nhiệt độ cao nhất là có 16 độ à, nên se se lạnh có thể mang cơm đi ăn được. Đó, và thì tùy vào thời tiết, cứ mỗi ngày, cứ mỗi buổi sáng bắt đầu đến đi làm á, là xem coi thời tiết hôm nay là nó nắng nóng hay là nó mát mẻ. Nếu mát mẻ thì mang cơm đi ăn, còn nếu mà trời mà nó nắng nóng quá thì mang cơm đi không nhai được, nên mình phải đổi món khác, đổi món bánh mì hoặc là những cái món gì đó dễ nhai. Đó, nên là khi đi làm nông ở Úc á, sẽ tùy thuộc vào thời tiết mỗi ngày mà đồ ăn sẽ mang khác nhau. Nhưng mà trái cây á thì thời tiết nào ăn cũng được, và nó cung cấp thêm đường, năng lượng mà rất tốt cho sức khỏe. Đó là làm nông ở Úc. Thì làm nông ở Úc có nhiều công việc phải làm dài giờ, nên là mình sẽ mang rất là nhiều đồ ăn. Đồ ăn nhẹ nha, chứ không phải đó, lâu lâu cứ ăn tiếng, 2 tiếng thì lại ăn quả chuối đó. Rồi 30 phút lại ăn một quả táo, rồi ăn một quả quýt. Cứ vậy thôi. Rồi khi nào mà đói quá thì ăn hạt. Đó, ăn hạt thì rất là tốt luôn. Nên đó là tại vì cuộc sống ở Úc á, không phải ở Úc mà tất cả ở đâu, khi mà sống xa xứ á thì sức khỏe là điều rất là quan trọng. Tại vì ở đây mình ở một mình ở xứ người ở một mình, đúng không? Chứ ở Việt Nam thì mình quay qua quay lại thì cũng có người này người nọ, lúc ốm đau thì cũng sẽ có người giúp đỡ. Nhưng mà thật ra thì ở Úc, ở nói chung là đi làm ở nước ngoài á, thì cái cực nhất là lúc mà đau ốm á. Tại vì điển hình như ở Úc đây nè, khi mà đau ốm á, bạn không thể chạy ra tiệm thuốc để mua thuốc cảm cúm đau ốm được, đúng không? Ở Việt Nam mình, ví dụ như mình bị ốm đau gì đó thì mình chỉ cần ra tiệm thuốc mình nói, rồi người ta bán cho mình cái thuốc về uống là xong. Đơn giản. Hôm nào nặng quá thì có thể đi bác sĩ để khám rồi cho đơn thuốc. Đó. Nhưng mà ở Úc thì mình chỉ mua được là cùng lắm là mua được Panadol thôi. Đó, thuốc cảm vậy thôi, còn không thì không được mua được cái thuốc gì khác. Muốn mua thuốc gì thì phải có đơn của bác sĩ. Đó, có đơn thuốc của bác sĩ thì mới mua được. Thì muốn có đơn thuốc được thì phải đi khám. Mà muốn đi khám á, thì phải book lịch trước, chứ không phải muốn khám là khám liền. Đó, book lịch có khi book trước một tuần hoặc là một tháng thì mới có lịch để khám. Mà đau ốm đâu ai biết được lúc nào mình đau, lúc nào mình ốm đâu mà mình book trước. Đó, nên nó rất là bất cập như vậy. Nên là cuộc sống mà ở những cái nơi xứ trời Tây á, thì nó sẽ có những cái bất cập. Nói chung là nó không phải không tốt, nhưng mà nó nhiều lúc nó cũng không có tiện cho lắm. Đúng là nó phải kiểm soát như vậy thì nó mới không bán tràn lan, phải có đơn bác sĩ đồ này nọ thì rất là tốt.
Nhưng mà nhiều lúc vì bây giờ mình những cái bệnh bình thường mình chỉ cần mua thuốc đơn giản là mình có thể khỏi rồi, nhưng mà mình đâu có thể mua được, đâu có đơn thuốc đâu mua được. Rồi mà để đi khám thì phải book lịch này nọ rất là rườm rà luôn. Đó, nên là cuộc sống mà ở Úc á hay ở bất cứ đâu á thì sức khỏe vẫn luôn là quan trọng, làm sao để luôn giữ sức khỏe tốt. Đó, làm thì làm, nhưng mà mình phải làm trong cái khả năng của mình, trong cái tầm kiểm soát, để không phải đau ốm. Tại vì mỗi lần đau ốm là bao nhiêu chuyện xảy ra. Đó, nên làm gì thì làm, sức khỏe vẫn là quan trọng. Ăn uống phải có chế độ bảo vệ sức khỏe, tích cực ăn trái cây và những loại hạt rất là tốt, giảm thiểu ăn những thứ không tốt cho sức khỏe. Thì bên này thật ra thì có nhiều nó sẽ người ta nhanh để nhanh gọn thì người ta sẽ ăn những cái món ăn nhanh, nhưng mà ăn những cái thứ đó thì không tốt cho lắm. Một tháng hoặc vài tháng ăn lần thì ok, chứ ăn hàng ngày thì không tốt cho sức khỏe, nên mình không bao giờ ăn. Đó, mình vẫn trung thành với trái cây và hạt thì mới có sức để làm ngày làm đêm được. Đó, vậy thôi, đó là công việc và ăn uống ở Úc. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.